Xin chào tất cả các bạn. Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp. Có thể nói, kỹ năng giao tiếp là một trong những kỹ năng quan trọng bậc nhất cho dù bạn là ai, làm nghề gì. Bạn có thể đánh mất rất nhiều cơ hội cũng như các mối quan hệ nếu như không chú ý rèn luyện kỹ năng này. Trong công việc, kỹ năng này còn mang tính quyết định đến sự thành công và phát triển sự nghiệp của bạn. Làm thế nào để có kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong công việc? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video clip lần này nhé! Đầu tiên, lắng nghe tích cực. Học cách lắng nghe tích cực là một trong những bí quyết giúp chúng ta lấy được cảm tình của người khác. Đây là một kỹ năng giao tiếp ban đầu, tuy nhiên trên thực tế thì hầu hết mọi người đều chưa học được cách lắng nghe hiệu quả. Chúng ta thường ngắt lời người khác thay vì nghe và nghĩ xem đối phương đang nói gì. Chúng ta thường mặc định rằng đã biết hết những gì đối phương đang định nói. Sẽ không thể nào hiểu được những gì người khác cần hoặc muốn nếu chúng ta không dành cho họ một sự chú tâm đúng mực. Thứ hai, ngôn ngữ cơ thể. Ngôn ngữ cơ thể mang lại rất nhiều thông tin. Hãy quan sát hành động của đối phương khi giao tiếp. Thông qua ánh mắt, hơi thở, bạn có thể đoán được tâm trạng của đồng nghiệp bạn. Việc cô ấy vui vẻ hay buồn rầu, lo lắng hối hả hay bình thản, tất cả có thể được nhận ra thông qua ngôn ngữ cơ thể. Nếu người đang nói chuyện với bạn cứ siết tay vào nhau khi nói về một kế hoạch cần sự đúng hạn, bạn có thể hiểu rằng người đó đang nói chuyện với bạn rất lo âu về những gì họ đang nói với bạn và kế hoạch được định ra có thể rất khó để hoàn thành đúng hạn. Thứ ba, linh hoạt trong phong cách và phương tiện giao tiếp. Mỗi người có trong mình một phong cách giao tiếp khác nhau, trong khi một số khác thì lại thích gặp mặt trực tiếp, số khác thì lại thích trao đổi qua điện thoại. Hoặc cũng có người lại chỉ muốn dùng email, nhắn tin, giao tiếp qua mạng xã hội. Vì vậy, đừng quá cứng nhắc trong một phong cách và phương pháp giao tiếp nào cả. Hãy tôn trọng người bạn đang cố gắng liên hệ bằng cách sử dụng phương tiện liên lạc mà họ cảm thấy thuận lợi nhất. Thứ tư, lưu ý đến cách diễn đạt qua các kênh giao tiếp. Xã hội ngày càng phát triển, việc giao tiếp qua các phương tiện truyền thông xã hội là rất phổ biến. Có những điều thuận lợi nhưng cũng có không ít những rắc rối nếu bạn không chú ý đến cách diễn đạt qua các kênh giao tiếp này. Vì gián tiếp nên việc giao tiếp thông qua các phương tiện truyền thông xã hội là rất khó để phân biệt được ngữ điệu. Hãy cẩn thận với những lời bông đùa của bạn vì nó có thể gây ra sự giận dữ hoặc tiêu cực hoặc những phản ứng không mong muốn từ đối phương. Thứ năm, thái độ thân mật. Nếu bạn thân mật với đồng nghiệp có thể khiến cho công việc của bạn suôn sẻ, dễ dàng hơn, nhưng cũng đừng để thái độ thân mật này đi quá xa, dẫn đến sự xuồng xã thái quá. Hãy đảm bảo rằng lời lẽ của bạn trong email, các cuộc họp hay cuộc gọi đều mang tính chuyên nghiệp. Tỏ ra thân thiết trong công việc cũng có thể khiến cho những người xung quanh cảm thấy không mấy thoải mái đâu các bạn ạ. Thứ sáu, lời phê bình mang tính xây dựng. Trong công việc, bạn có những lời góp ý, những phê bình là cần thiết để công việc trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng những lời góp ý của bạn không bị chi phối bởi cảm xúc và làm sao cho người mà bạn đang nói cũng hiểu được những gì bạn đang cố gắng truyền đạt. Nếu công việc có những thành tựu tốt đẹp, hãy dành tặng cho mọi người những lời khen và tìm cách chỉ ra cho họ làm thế nào để cải thiện hiệu quả công việc bằng những lời phê bình mang tính xây dựng. Việc phê bình rất được chú trọng trong kỹ năng giao tiếp, bạn cần rất cẩn trọng khi nói về người khác. Thứ bảy, nhắc lại những gì bạn nghe thấy. Việc nhắc lại những gì mà sếp hoặc đồng nghiệp đã nói với bạn thể hiện rằng bạn lắng nghe và thấu hiểu những gì họ nói. Đây cũng là cách củng cố thông tin cho phép cả hai bên nhắc nhở nhau và tránh nhầm lẫn. Thứ tám, đời sống cá nhân của người khác. Quan tâm đến thông tin cá nhân, đời sống cá nhân sẽ giúp giảm bớt sự cảnh giác hoặc xa cách nhau. Bạn có thể hỏi thăm về việc học hành, chơi thể thao của người thân của họ. Hãy tìm cách trò chuyện về cuộc sống của họ, nhưng đừng hỏi quá sâu về đời tư. Điều đó về lâu dài sẽ giúp bạn xây dựng được sự tin tưởng trong mối quan hệ. Vừa rồi là một số chia sẻ giúp các bạn cải thiện được kỹ năng giao tiếp trong công việc, tạo được thiện cảm và xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào các bạn, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn những thông tin cực kỳ thú vị liên quan đến thuyết trình. Chắc hẳn nhiều người chúng ta vẫn đang suy nghĩ là vấn đề thuyết trình đứng trước đám đông hoặc trình bày một nội dung nào tới nhiều người sẽ vô cùng khó khăn. Thậm chí là nếu như cho họ tiền để làm điều này thì họ cũng sẽ không dám đâu. Thế nên ngày hôm nay thì đồng thoại cùng với đó là UK Now sẽ mang đến cho các bạn những tip cực kỳ hay liên quan đến thuyết trình. Và tip đầu tiên đó chính là cách nói chuyện lưu loát khi thuyết trình trước sếp, đồng nghiệp hay là đối tác.
Sau đây sẽ là những quy tắc hiệu quả sẽ giúp bạn thành công hơn khi thuyết trình trước sếp hay là đồng nghiệp, cùng với đó là đối tác. Xem đó là gì nhá. Đó, đầu tiên đó chính là kỹ năng thuyết trình trước đám đông, là một kỹ năng cực kỳ quan trọng và coi như là kỹ năng quan trọng nhất mà bạn phải biết. Đó chính là mình cần phải nói gì trước những người đối phương. Bạn cần phải biết chính xác là bạn sẽ đưa ra cho người nghe đến đâu, nói những nội dung như thế nào. Một khi đã biết thì hãy liệt kê nó thành 3 đến 4 điểm chính và soạn bài nói của mình tập trung vào những điểm này mà thôi. Một bí quyết mà Thoại thường sử dụng đó chính là hãy tập hít thở thật sâu trước khi nói. Khi mới bắt đầu nói thì chúng ta hãy nói chậm rãi thôi và giữ giọng đừng lớn quá, từ từ rồi hãy tăng âm lượng lên. Đặc biệt hơn nữa, cũng có một cái thủ thuật rất hay nữa, đó chính là chúng ta hãy uống nhiều nước một chút, sẽ giúp cho cơ thể của mình, giúp cho bản thân của mình bình tĩnh hơn và sẽ có một cái phần xử lý ở phần sau khi mà chúng ta thuyết trình một cách tốt hơn. Trước khi phát biểu thì hãy nhớ nhấp một hụm nước lọc để cho cổ họng của chúng ta không bị khô, gây ra giọng rè hoặc thậm chí là phát âm của chúng ta không tròn. Một yếu tố cực kỳ quan trọng đó chính là nếu như mà chúng ta phải thuyết trình mất nhiều thời gian thì hãy ăn uống đầy đủ để cho chiếc bụng của chúng ta cũng sẽ không bao giờ bị run rẩy, bản thân mình cũng cảm thấy tự tin hơn. Đảm bảo là trong cổ họng của chúng ta sẽ không có bất cứ một điều gì bất thường các bạn nhé. Bởi vì nếu như cổ họng của chúng ta bị ho này, bị đờm này hoặc là bị một cái vật nào đó vướng thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới bài nói của chúng ta rất nhiều. Nếu không thì sẽ rất phản cảm, như bạn đang nói và bạn lại đi ho hoặc là như vậy thì không tốt đúng không nào. Và một yếu tố như các bạn cũng đã nhìn thấy gương mặt của đồng thoại đó chính là liên tục mỉm cười khi bắt đầu. Nụ cười sẽ là sức mạnh để giúp cho chúng ta tự tin hơn cực kỳ nhiều. Khi bắt đầu phát biểu thì hãy nói vào câu mào đầu để lấy bình tĩnh. Ví dụ như là chào các bạn, tôi là Đồng Thoại, hay là chào các bạn, tôi nhận được câu hỏi của bạn Hương hay là bạn Huyền hay là bạn Trang chẳng hạn. Tôi thấy đây là một câu hỏi cực kỳ thú vị và tôi được trả lời được không nào? Thì như vậy sẽ giúp cho chúng ta giữ được bình tĩnh nhiều hơn. Ngoài ra với sự tương tác như thế này sẽ giúp cho cả hai được tương tác hai chiều hơn, giúp bạn sẽ có thời gian để chúng ta sẽ suy nghĩ về câu hỏi, suy nghĩ về tiếp theo chúng ta sẽ nói những nội dung như thế nào. Đặc biệt hơn nữa thì các bạn đừng quên nhé, hãy xem khán giả của chúng ta như là bạn bè của mình. Đừng nghĩ rằng khán giả chỉ là một khối người thù địch, hãy xem họ trở thành một nhóm cá nhân riêng lẻ. Hãy cố gắng nhìn vào một ai đó một lúc khi nói. Tập nói lớn để chắc chắn rằng những người ở cách xa bạn nhất cũng có thể nghe được bạn nói. Nghe được giọng dõng dạc của mình cũng sẽ giúp bạn bớt run hơn rất nhiều. Bạn có thể tập điều chỉnh âm lượng từ từ và hàng ngày qua một cái bài tập rất đơn giản thôi. Đó chính là các bạn chỉ cần tập những cụm từ như là o, a, á. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn sẽ để tông giúp Thoại là o này. Sau đó mình sẽ tiếp tục để tông o. Và cuối cùng mình sẽ để tông cao hơn là o, để thể hiện được sự rõ ràng trong âm lượng của mình. Với cách luyện tập như thế này hàng ngày sẽ giúp cho giọng của chúng ta trở nên dày hơn và có nội lực hơn. Đặc biệt với phương pháp này cũng giúp cho chúng ta sẽ có một giọng nói tròn vành và rõ chữ hơn. Và với những nội dung như vậy thì đã giúp các bạn một phần nào đó tự tin hơn khi nói chuyện với sếp này hay là đối tác với khách hàng chưa ạ? Nếu như mà các bạn cảm thấy hữu ích thì đừng quên rằng hãy follow hoặc là đăng ký kênh YouTube của You Can Now các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn. Hầu hết chúng ta dành 8 tiếng mỗi ngày để làm việc. Do đó, đồng nghiệp là những người bạn dành 1/3 quỹ thời gian của mỗi ngày để tiếp xúc. Đây là những người cần được bạn quan tâm, chú ý để tạo được những mối quan hệ thật tốt đẹp. Vậy, giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp như thế nào là đúng? Làm thế nào để lấy được thiện cảm của đồng nghiệp? Đó sẽ là những gì mình chia sẻ với các bạn trong video lần này. Thứ nhất, nguyên tắc tôn trọng. Tôn trọng đồng nghiệp sẽ là một cầu nối để xây dựng được mối quan hệ lâu dài. Một mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp sẽ giúp bạn dễ thành công, cuộc sống được cân bằng hơn. Nếu muốn góp ý cho đồng nghiệp, nội dung và cách bạn nói sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của người đó nhận. Vì vậy, thay vì trách cứ, bạn nên tỏ thái độ nhẹ nhàng, lịch thiệp. Một lời góp ý chân thành với những lời hay, ý đẹp sẽ giúp mối quan hệ của bạn tốt đẹp hơn lên rất nhiều. Thứ hai, sự tin tưởng. Tin tưởng đồng nghiệp ở một phạm vi nhóm, một tổ hay toàn công ty sẽ tạo được động lực giúp cho mọi người luôn gắn kết và hòa đồng với nhau. Bạn cần quan tâm, công nhận, sửa sai từ những đóng góp chân thành của đồng nghiệp. Hãy đúng deadline để mọi người không khó chịu, bực mình khi phải chờ bạn. Nếu cảm thấy khó khăn, hãy nhờ đến sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Việc thừa nhận sai lầm và có những thay đổi, sửa sai sẽ giúp bạn và đồng nghiệp thấu hiểu nhau hơn. Thứ ba,
sự hỗ trợ. Bạn không nên sống cá nhân, ích kỷ. Ngược lại, hãy tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau để tạo nên một tập thể đoàn kết và vững mạnh. Bạn có thể giúp đỡ từ những việc nhỏ nhặt đến những việc lớn hơn theo năng lực và hiểu biết của mình. Tuy nhiên, bạn không nên nhận quá nhiều lời giúp đỡ nếu như không phù hợp với chuyên môn của mình các bạn nhé. Thứ tư, nguyên tắc về tài chính. Với mối quan hệ nơi công sở, để duy trì sự thân thiết, hòa đồng giữa mọi người, hãy tuân thủ đúng điều này, tránh việc làm ăn mất uy tín, danh dự chỉ vì tiền bạc. Để tránh mất đoàn kết vì mập mờ về tài chính, chỉ cần bạn rõ ràng, cụ thể mọi khoản thu chi, không gian lận là đã đảm bảo tốt một phần nguyên tắc này rồi. Thứ năm, nguyên tắc giao lưu. Để không bị cô lập với mọi người và trở nên thân thiện, hòa đồng, hãy chú ý giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Bạn sẽ học hỏi được rất nhiều điều mới mẻ từ các mối quan hệ mới. Chú ý giao lưu với đồng nghiệp trong khoảng thời gian giải lao thôi, vì nhiều người thường không muốn bị làm phiền, bị gián đoạn công việc chỉ vì những lời tán gẫu. Thứ sáu, xây dựng quan hệ. Xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp là một trong những nguyên tắc giao tiếp ứng xử vàng đáng quan tâm khi bạn đã, đang và sắp bước chân vào môi trường công sở. Một mối quan hệ bền vững sâu sắc sẽ giúp bạn cảm thấy một bầu không khí hòa đồng, thân thiện hơn, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người xung quanh. Hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn có cách ứng xử, giao tiếp khéo léo và hiệu quả hơn với những người đồng nghiệp của mình. Các bạn thấy đấy, chỉ cần chú ý một chút những nguyên tắc đơn giản kể trên, các bạn đã có thể xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với người bạn của mình nơi công sở rồi. Để mỗi ngày đi làm là một ngày vui, hãy sử dụng những tuyệt chiêu đó các bạn nhé. Chúc các bạn thành công! Xin chào tất cả các bạn! Trong hoạt động giao tiếp, ứng xử hàng ngày thì ngoài mục đích truyền tải thông tin, ý kiến, quan điểm và nguyện vọng của bản thân, giao tiếp còn là phương thức giúp chúng ta tạo lập các mối quan hệ. Tạo lập mối quan hệ là quá trình quan trọng không thể thiếu trong việc phát triển sự nghiệp của bạn, dù bạn đang đứng ở bất kỳ nấc thang sự nghiệp nào. Để có thể xây dựng được những mối quan hệ vững chắc, có chiều sâu và giúp các bạn nắm được những cách thức hiệu quả, hãy cùng tìm hiểu 12 nguyên tắc vàng trong giao tiếp ứng xử và tạo lập mối quan hệ các bạn nhé. Nguyên tắc thứ nhất, dám mạo hiểm. Vượt qua sự e ngại khi bắt chuyện với người lạ. Chắc hẳn những lần đầu giao tiếp với người lạ thì bạn cũng từng một lần ngại ngùng, e dè, không thoải mái phải không nào? Nhưng có một bí mật bạn cần biết, đó chính là người đối diện của bạn cũng như bạn mà thôi. Họ muốn làm quen nhưng cũng ngại làm quen, chần chừ. Vậy tại sao lại để rào cản này khiến cho chúng ta xa cách nhau đến vậy? Vượt qua được sự e dè của bản thân chính là nguyên tắc đầu tiên để bắt đầu một mối quan hệ. Nguyên tắc thứ hai, ưu tiên chất lượng. Thường thì chúng ta muốn có thật nhiều mối quan hệ hay còn gọi là quan hệ rộng đấy ạ. Tuy nhiên, quen biết nhiều nhưng không có mối quan hệ nào thực sự sâu sắc để bạn có thể tìm đến mỗi lúc cần thì đó không phải là đích đến của chúng ta. Hãy chú tâm vào chiều sâu của cuộc giao tiếp hơn là số lượng người chúng ta bắt chuyện được nhé. Thứ ba, biết cách tự giới thiệu. Kỹ năng tự giới thiệu bản thân là một trong những kỹ năng tạo dựng được mối quan hệ mà nhiều người Việt Nam áp dụng không mấy hiệu quả. Bạn cần thể hiện sự khác biệt với ít nhất hai người trước đó. Bắt đầu bằng một vài câu hỏi sắc bén liên quan đến bản thân và ngành nghề. Quan trọng hơn là hãy thể hiện cho người đối diện thấy sự tự hào của bạn về những điều vừa giới thiệu. Thứ tư, im lặng là bất lịch sự. Hãy luôn nhớ rằng im lặng là bất lịch sự trong giao tiếp. Những câu hỏi phá vỡ sự im lặng, chủ đề công việc, một ngày làm việc của anh như thế nào nhỉ? Sao anh lại có ý tưởng này? Điều khiến anh thích thú khi làm công việc đó là gì? Điều khiến anh tham gia vào lĩnh vực này là gì? Anh dự đoán xu hướng trong tương lai lĩnh vực này là gì? Hoặc chúng ta có thể có những chủ đề xã hội như là bạn có thích xem phim không? Kể về chuyến du lịch của bạn đi nào. Bạn thích làm gì vào những ngày mưa? Thứ năm, duy trì cuộc trò chuyện. Mở đầu câu chuyện đã khó rồi, làm thế nào để duy trì còn yêu cầu kỹ năng giao tiếp ở bạn cao hơn rất nhiều. Giải pháp cho bạn đây, hãy tìm một người dễ tiếp cận thay vì một người khó gần để tránh bị cảm giác sốc về mặt tâm lý. Nói về các chủ đề mở như là phim ảnh, thời tiết hoặc nói về việc đang diễn ra. Anh đã từng tham dự hội thảo này trước đây chưa? Nguyên tắc thứ 6, hãy kiên trì tạo dựng. Theo nghiên cứu cho thấy thì để có một mối quan hệ với một người, dù khó khăn đến bao nhiêu thì trung bình phải qua đến 6 chiếc cầu quan hệ thì chúng ta mới có được một mối quan hệ đấy ạ. Đừng lo lắng, bạn hãy kiên trì tạo dựng, mối quan hệ tốt đẹp sẽ là trái ngọt dành cho bạn. Tiếp theo, hãy thực hành kỹ năng tạo dựng mối quan hệ là việc bạn cần làm mỗi ngày. Chào ít nhất 3 người ở bãi gửi xe, chào ít nhất 10 nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại. Cố gắng nhớ tên, cẩn thận với những biệt danh vì họ có thể gây khó chịu cho người đối diện và hãy dành thời gian để quan sát và để ý xem họ có muốn mọi người xung quanh gọi họ bằng cái biệt danh đó không. Đó là những gì các bạn cần thực hành luyện tập hàng ngày. Nguyên tắc thứ 8, thông điệp tích cực. Hãy đưa ra những thông điệp tích cực ở trong giao tiếp như là vươn người về phía trước, giao tiếp bằng mắt, mở rộng tay và thả người, thả lỏng cơ thể, mặt hướng về người nói, gật đầu và mỉm cười.
Nguyên tắc thứ 9, tránh những cử chỉ phản cảm sẽ hủy hoại mối quan hệ mà bạn đang cố gắng xây dựng, như là chỉ trỏ, nói nhỏ trong đám đông, gãi hoặc mơn trớn cơ thể, mân mê đồ trang sức, dùng bút chọc lung tung, rung chân, khoanh tay, chống nạnh, nhìn đi chỗ khác. Nguyên tắc thứ 10, không nói về những chủ đề khó chịu. Sau đây là một số chủ đề sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy rất khó chịu khi giao tiếp, những câu chuyện với cảm giác nghi ngờ. Các bạn đừng nên nói về những bất hạnh của cá nhân mình. Hay là chúng ta thường có thói quen là hỏi về giá cả hoặc lương bổng, hoặc là chúng ta lại lựa chọn một cái chủ đề tranh cãi mà bạn chưa biết được lập trường của người đối diện. Nguyên tắc thứ 11, khen ngợi. Khen ngợi là liều thuốc kích thích cực mạnh đẩy nhanh quá trình xây dựng mối quan hệ. Hãy khen đúng lúc, đúng chỗ, ví dụ khi thăm viếng văn phòng của một người khác hay là đặt câu hỏi về sở thích của đối tác. Và cuối cùng, làm thế nào để có thể xen vào một cuộc trò chuyện đang diễn ra? Để tạo dựng được một mối quan hệ mà bạn đang đóng vai khách mời thì bắt buộc bạn phải xen vào một cuộc giao tiếp giữa hai người hoặc một nhóm người. Việc bạn cần làm đó là xin phép tới lượt. Đừng nên đứng đợi vì có thể thời gian sẽ làm bạn mất đi cảm xúc. Hãy đợi nhưng với điều kiện là bạn đã báo với người cần gặp về cuộc hẹn nhỏ đó rồi. Các bạn thân mến, đề tài nói chuyện không bao giờ thiếu trong mọi cuộc giao tiếp. Đó có thể là gia đình, xã hội, công việc. Quan trọng chính là sự chuẩn bị chu đáo về mặt kiến thức cho chính bạn. Bên cạnh đó, sự linh hoạt trong giao tiếp cũng vô cùng quan trọng. Chúng ta ai cũng biết rằng mọi người đều muốn được tôn trọng thông qua việc được lắng nghe. Tuy nhiên, đừng bao giờ cũng chỉ là một người lắng nghe nhàm chán. Đôi lúc hãy là một người biết kể chuyện một cách thú vị. Đó là những gì sẽ giúp các bạn thành công khi giao tiếp ứng xử và tạo lập mối quan hệ. Chúc các bạn thành công! Bạn của tôi ơi, có bao giờ bạn nhìn thấy một slide nào mà kín mít chữ như một bản word không? Có bao giờ bạn nhìn thấy slide nào mà có rất là nhiều các ký tự, nhiều màu sắc lung linh huyền ảo như là một bức tranh không ạ? Chắc chắn là cả cuộc đời chúng ta sẽ có một slide như vậy đúng không nào? Hoặc chúng ta cũng đã nhìn thấy những slide như vậy. Chính vì lý do đó mà ngày hôm nay thì Đồng Thoại cùng với UK Now sẽ mang đến cho các bạn một số lưu ý khi trình bày bài thuyết trình bằng PowerPoint để chúng ta làm bằng công cụ PowerPoint được dễ dàng hơn và cũng sẽ có một số quy tắc nhé. Thế nên các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình. Cùng với đó, những video của chúng tôi sẽ có nhiều điều cực kỳ thú vị. Các bạn thân mến, để xây dựng được một slide chuyên nghiệp bằng PowerPoint không phải là một chuyện vô cùng dễ dàng đâu nha, mà đối với những người bắt đầu thì nó còn trở nên khó khăn hơn cực kỳ nhiều. Tuy nhiên, chỉ với một vài mẹo dưới đây thì sẽ giúp các bạn có thể áp dụng để xây dựng cho slide của mình thêm chuyên nghiệp hơn, phục vụ tốt trong công việc thuyết trình cũng như công việc học tập của mỗi bạn. Slide không phải là một bài nói của bạn. Bạn không đặt hoàn toàn hay là toàn bộ những gì mà mình nói lên slide vì chẳng ai đọc hết cả. Bạn cũng không nên đứng trên sân khấu mà chỉ chăm nhìn từng chữ một vào slide. Và nếu như bạn làm điều đó thì chắc chắn người phía dưới sẽ cảm thấy buồn ngủ, nhàm chán và họ sẽ đánh giá rằng bài thuyết trình của bạn là một bài thuyết trình không tốt. Thay vào đó thì bạn cần phải xem slide như một công cụ trợ giúp của chúng ta thôi. Một thứ giúp cho người nghe có thể nhìn được, có thể hiểu được vấn đề cũng như có thể hiểu được nội dung mà bạn đang truyền đạt đến. Slide sẽ có tác dụng phụ trợ hay là làm sao để nó giúp ích được bạn trong quá trình mà người nghe đừng phụ thuộc vào nó. Sau đây sẽ là một số lưu ý khi trình bày về bài thuyết trình bằng PowerPoint. Yếu tố đầu tiên đó chính là hình thức trình bày trên slide thì sẽ như thế nào ạ? Thiết kế trang chiếu, các đối tượng trên trang chiếu phải phù hợp với nhau. Trang chiếu phải có tiêu đề và tiêu đề cần phải gắn vào layout. Một trang chiếu không nên làm quá nhiều chủ đề và số nội dung không quá 6 nội dung trong một chủ đề. Một nội dung thì thường không quá 2 dòng, ngôn từ thì phải nhất quán, màu sắc nhất quán và phong cách thì đương nhiên rồi cũng phải nhất quán. Dùng gam màu và hình ảnh thích hợp với template phù hợp. Quy tắc phối màu dựa trên bánh xe màu sắc. Màu sắc cận kề hài hòa với nhau như là màu vàng hay là màu xanh. Màu sắc đối diện là những màu tương phản. Màu tương phản sẽ giúp khả năng đọc của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Tiếp theo đó chính là phông kiểu chữ, hiệu ứng trên slide. Sử dụng phông dễ đọc như là phông Times New Roman hay là một số phông như là Arial. Với kích thước tiêu đề thì có thể chọn là 40, kích thước phụ đề thì có thể chọn là 32, kích thước nội dung thì có thể chọn là chỉ 24 mà thôi. Không nên sử dụng quá nhiều hiệu ứng. Hiệu ứng trên các slide phải đồng bộ với nhau, không sử dụng tất cả các chữ in hoa và cũng không nên kết hợp với in đậm mà lại còn vừa in nghiêng. In nghiêng dùng cho những lời trích dẫn, làm nổi bật nội dung chính hoặc là ý tưởng hoặc là tiêu đề sách báo, tạp chí v.v. Background thì sao ạ? Khi sử dụng chung một nền cho các slide thì màu đỏ và màu cam là những màu có năng lượng cao nhưng có thể sẽ khó làm việc tập trung.
Màu xanh lá, xanh dương hay là màu nâu là những màu có năng lượng dịu hơn nhưng không gây được sự chú ý mạnh mẽ. Màu đỏ hay là màu xanh lá thì có thể gây khó khăn cho những người mù màu và tránh những ánh sáng trên nền màu trắng. Hình ảnh đối tượng đa phương tiện trên slide. Não bộ của con người có khả năng xử lý hình ảnh nhanh hơn, vậy nên nhiều phương pháp giảng học hay là giảng dạy tập trung vào việc trình bày những vấn đề bằng hình ảnh để giúp người học tiếp thu dễ hơn và ghi nhớ lâu hơn. Bài thuyết trình cũng không khác khi mà bạn sử dụng nhiều hình ảnh, người ta sẽ dễ dàng biết được bạn đang nói tới cái gì thay vì bắt người khác phải đọc qua hết hàng đống chữ dài ngoằng. Hãy bắt đầu việc thay thế các cụm từ bằng hình ảnh. Ví dụ, thay vì nói điện thoại ngày nay rất phát triển, hãy tìm ra một hình ảnh nào đó của một chiếc smartphone bỏ vào trong slide. Thay vì nói rằng Windows là hệ điều hành phổ biến nhất trên PC hiện nay, thì bạn có thể để logo của Windows vào. Thì đó chính là một yếu tố đủ và đúng đắn đúng không nào? Tất nhiên bạn cũng cần nghiên cứu kỹ xem đối tượng người nghe là ai để có thể lựa chọn những hình ảnh cho phù hợp. Hình ảnh thì nên đặt ở những vị trí phù hợp với nội dung nếu có và có thể sáng tạo, phá cách về vị trí, kiểu ảnh. Những tập tin đa phương tiện như video, ảnh sẽ làm cho slide của bạn trở nên phong phú hơn và có phần chuyên nghiệp hơn. Yếu tố nối tiếp đó chính là phong cách trình bày. Người trình bày bài thuyết trình cần phải tự tin này, nói chuẩn xác này, ít sai lỗi chính tả. Sử dụng kết hợp tốt những kỹ năng giao tiếp là không lời như là ngôn ngữ cơ thể của chúng ta này, phong cách thuyết trình của chúng ta này. Bao boy thì cần phải phù hợp hơn với nội dung trình bày, phong cách trẻ trung, sang trọng, lịch sự hay là năng động vân vân. Và như vậy thì chúng ta vừa được theo dõi những nội dung cực kỳ quan trọng mà Đồng Thoại đã chia sẻ cho tất cả các bạn rồi. Đừng quên rằng hãy tiếp tục đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ bất cứ những thông tin hữu ích nào bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại những video tiếp theo.